Mà không biết sao á, cũng có chắc cũng có lý do gì, không biết bà này có gì chứ, bà này có ngoại tình gì không, không biết. Thật ra có ngoại tình, thằng kia đánh ghen. Khi đi quay nó mới hót kìa. Ừ, đúng rồi. Bây giờ tôi nói đang chuẩn bị đi nè. Này. Các ngày này đi ra ngoài kia luôn. Anh Sờ đang chở mẹ đi qua đây để uống cà phê. Lo lắng cho mẹ. Bữa nay anh có đi làm được gì không? Ờ, cái kêu cái đâu có anh mặn được đâu. Bữa nay đang bò nó quá chịu không nổi kìa. Nãy nó mua cái gì vậy? Bữa nay khỏe rồi, không có vô nước biển anh. Ờ, không có vô gì nữa. Ít có đàn ông nào mà có hiếu với mẹ anh vậy nha. Muốn muộn trà vậy thôi, nếu mà chính quyền không làm là để anh em xã hội tự xử. Ai muốn gì mặn gì mặn đó. Mượn tiền coi. Cho không? Có. Có mà Hiền không cho đâu. Có không cho đâu hả? Cho mượn đi. À có mua không? Nói coi tiện để mới mua làm cái gì. Phone à? Mình cái này để làm gì vậy? Cái đó của ba hả? Mà cho tôi đi tôi có tiền nè. Nó không có tiền mà bán mấy cái bánh đó hả? Đó. Nó không có tiền mà bán mấy cái bánh này sao? Nó không có tiền mà bán mấy cái bánh tập quán vậy hả? Nó Hiền biết nói thế cho. Mà thiếu người ta cho mượn tiền trả đi. Cho mượn tiền trả đi. Nó nhiều nhiều luôn đó thấy chưa? Cái quán nhiều nhiều luôn mà than không tiền đó Hiền. Không vậy đó, không mấy bánh đi. Tiền trả đi. Không, mấy ngon nữa. Trong nhà đó ngồi mấy hai mấy nóng nóng máy luôn chứ ở đó. Không hiểu không? Hỏi mượn tiền đó nó nói có bán tiệm nhưng mà than không tiền gì bán bánh nhóc chân. Không ai hiểu không, không mấy bánh ăn. Không biết bánh nè, bánh nè. Để tiền cho ai? Để tiền cho Diễu Hà vậy? Để tiền cho Diễu Hà cho ai trời? Cho tôi mượn mớ đi. Uống được không, gót vô uống. Đây còn 30 tiếng ta. Đây còn 30 tiếng. Mấy cây hả? Mờ lắm. Mấy cây chắc cỡ đi nó 2 tiếng gì. Cái gì? 20 mấy cây chạy chút tới rồi. Mấy mà. Vậy hả? Mà xin mấy cái cô mình về đâu. Xin lăng mấy coi à. Mấy người mấy người coi rồi. Nhiều mấy là dữ rồi đó ông nội. Cháu xin mình thôi. Mấy vô quần à, ăn đây. 5-7 ngàn luôn đó. Xe đằng bàn đằng này đó mà đóng đó giờ có khi nào tôi làm cái clip nào nó lên coi khoảng chừng 3-4 ngàn thử một cái coi tầm. Như cái bay xuống, cái bay vô. Gì? Ông cụ đó. Cái này cầm gầm nghỉ. Sao nghỉ vậy? Nghỉ chết thôi. Ngon cái này. Bữa nay ngon mà nó nghỉ hả? Ừ. Sao hỏi em tâm lòng đi. Nghỉ đi đâu đi đâu, nó nhắn mình thôi. Bữa nay vô này nó vẫn còn bám được lâu mà, quay nhớ là có người coi rồi. Bám... Nó dính trên rồi. Ăn gì hả Hiền? Về bắt chế Dũng. Ăn gì ăn nha Dũng, không có cho mua cải xiên gom nha. À con hơi vậy à. Hồi nãy có qua hỏi bộ con móc tiền ra mua, nói chị kia cho. À để mua mày à. Mà cho đâu chị nào không ta? Chị nào cho? Ai cho đâu? Để ơi. Trả tiền chưa? Để hồi chú rồi tiền nữa đó. Trả chưa? Trả tiền đi. Trả tiền đi. Ai trả tiền rồi nói cho chú nghe. Chị trả không à? Chị này nè. Trả chưa? À người biết không à? Chị bảnh ở à? Chị áo đỏ đó. Chị áo đỏ nè. Chị áo đỏ trả rồi. Đỏ nè, chưa trả tiền nè. Bên đây cũng áo đỏ nữa nè. Áo người nó đỏ nè. Mà. À chị. Ừ, vô nhà nóng dữ lắm, ở đây cho nóng. Chị sao mới lấy clip của người ta đăng không, không sợ ta. Thằng Nghiệp đăng một clip mà em thấy ông mấy chục ca đó. Không mấy nơi, chứ sao mới lấy clip của người ta đăng không. Tối hôm qua đang có clip, tối hôm qua giờ mười mấy tiếng là mấy chục ca đó. Bên Facebook á, Facebook á. Nghiệp á, phải lấy clip nữa là 2
còn chứ lấy của ai á, trong nhóm. Cái này mà em mà đi là clip phè của trong nhóm mà của Hùng Mạnh đó. Mình có quay đâu Hùng Mạnh. Hùng Mạnh không, trong cái này luôn. Cái này nó lấy ở bên ai đó, ông Thủy rồi, ông Thủy có quay nhóc chứ. Có đâu có. Thằng chứ không mới có đăng mà. Ăn đi ăn hết rồi đi con ơi. Không coi đâu. Thôi, kêu Hòa đi đi. Mình nói giờ mình Sài Gòn á. Ờ, đi xe ông đa té lăn lóc chơi. Ê, ông ư á. Té cũng đi nữa. Té cũng đi nữa. Tao quyết định vậy rồi. Không sợ hả? Cho ông đi cho đá hả? Té cũng đi nữa mà. Chút về em đi luôn á. Đi đi, đi đó chơi chứ không? Tại mơ chở bả đi tới khám nữa rồi, nhưng không đi. Ồ, nhà em luôn không chuyện lù bù quá. Ông Tiến không đi chứ chứ ai xin chứ ấy lên Hòn Đất hả? Ông Tân không đi chứ, phải đi là nữa đó. Chị rủ ông Tân đi nè, ông Tân không đi, ông Tân nói thôi. Cái chèn nó quá trời. Có xe hơi giọt được rồi, xong đi. Hơi giọt đi trong đêm mà không đi. Đất đây đây giống như mình đi quay mấy kia hả? Buồn quá trời ơi. Lúc đó có ai đâu mà đông, có chuyện đấy thì nhóm mình thôi. Tâm rộng lên định viện cho ông Tân đầu tiên á. Tâm rộng cho anh đầu tiên. Tâm rộng nói đi. Anh không đi thì em với này thằng ấy đi ha. Ông Tân nói hai em đi chị đi làm giấy. Thì dưới là ai? Thằng em đó đó. Lúc này nó quay về mà. Nó rủ mấy nữa, nó nói thằng ngon là anh ơi đi. Rồi ai này ông? Đi vô nhà ta vô đây nè, đây nè, xin vô quán nè, vô quán đi, nó đi qua toilet bển, nó giờ không ngồi đường đâu, vô hỏi cô cho xin đi tiểu này. Bữa đó tôi quay tôi nói nó ở đó đi tiểu ngoài đường ở tắm mưa luôn, nó mắc cỡ, nó đừng nói nữa trời ơi, làm gì đó nó bụng mặt tại đừng có nói nữa trời ơi. Bển giờ luôn quá ngoài và bừng vô đồ quánh ông già đây kìa. Bển có mấy hàng đồ ăn ngoài đồ quánh ông già đây kìa. Mình đâu quánh ông đó già nó no à. Ừ. Đầu tiên có dân. Mua có cà siêu mỏng nè. Vô nước biển cái gì anh Khánh Bình? Có đâu đi mua giường chiếu vậy đó. Má coi trong giấy chừng nào tới khám á. Đi hai chồng với mệt chút đi. Chứ để mệt. Cái gì? À 18 hả? Rồi vậy thôi. Trong đó cũng hầm nữa, sao không hầm giống nhà bà vậy đó, nhà to nữa. Rồi vậy thôi, biết đi công chuyện gì đâu. Nãy giờ ông tôi quay. Ê, nãy giờ ông lên mạng gì rồi đó. Ông quay qua đi mua đó. Dính nãy giờ nói chuyện với Hiền đó. Đi quay hả? Ừ. Mà mua còn có gì đây không? Nếu quay mà nó gáp luôn thì quay. Vậy thì thôi ông chạy đi mấy tụi quay đi mua đi, xong rồi chạy về đây mình khỏi chạy xe hơi đi. Đây còn kêu nó đem vô gáp. Nó chở vô. Khỏi đi. Tại vì đâu có chi tiền đâu, quang chi tiền mà. Thôi em đi bên kia. Ra ngoài này mua cái gì vậy? Đi không anh Tiến? Gần không? Hòn Đất. Ở ngoài Long Xuyên bạn, đây là Long Xuyên 7-8 cây. Chi rồi nước mất độ. Đây đi quán muốn được clip hay clip. Một clip cũng ngon. Sống rồi. Tại hôm nay em tính đi chở mẹ em đi tới khám. Em cấn cái clip mà ông ba nó vô nè. Nếu mà em đang còn tìm thì gặp được ông ba nó. Là ông ba nó là cực kỳ hot luôn. Ừ, đi ra không đi đâu. Quay đây chơi được mà chạy. Có xe hơi sống đi, hai chồng Minh Tăng nè. Em đầu không đi rồi, anh đi thì đi đó. Vậy đó hả? Chồng mát không chết luôn, đi xe hơi. Hai chồng ra ngoài kia ngồi nghỉ mệt đi gì vậy? Mát hả? Đó, đi đi. Đừng cấn vậy cho em ta. Đi ha. Đó, anh cho tắm gì cho. Rồi, xuống rồi. À, này mạng cũng đăng không được luôn trời. Ơi. Ừ, anh nó không bán tôi cái cả chị theo 20 tôi đăng ký lại coi. Đăng clip cũng không được. 200 đăng ký không được hả? 200 lọt chỗ kia hết rồi. Nó quá trời nóng máy chạy không nổi luôn. Lọt vô sim trả sau á. Bấm sim trả sau á. Nóng quá trời nóng bển ơi, máy đăng clip không nổi luôn nãy giờ. Đứng luôn. Ờ nó nóng hồi nãy. Quay có 40 phút mà cái máy nóng sẵn luôn. Nóng quá thì nóng. Nóng nhiều. Máy chịu nổi. Tiền mua gì nữa kìa. Đăng clip không nổi luôn. Không phải mua cạc chút mà. Ừ.
mà đi mà chở hàng heo dữ cũng hay chứ thôi. Mình làm biến được nổi luôn. Không phải tại nó nghe lời mình cũng đỡ, chứ nó không nghe giữ nội tôi được. Như bà đẹp đó làm sao giữ nổi, bà đẹp nó có nghe lời mình đâu. Hai chục ngàn. Cũng xe ra. Trời. Cái này tiến mạnh lên. Bình Thạnh ở đâu? Về vấn đề thiện nguyện lắm. Thôi ta giờ ta mạnh thiện nguyện, ta quay thiện nguyện luôn đi. Ừ. Ừ. Nói rồi hai kinh được rồi, mới gì thì ta cũng mạnh. Ta mạnh thiện nguyện, ta chơi thiện nguyện, ta cất nhà luôn. Ừ. Chơi như thức thiền vậy đó. Ừ. Có là ta làm đáng nha. Ừ. Tại vì ta là không bỏ thiện nguyện. Tại vì mình làm có phước. Cái dù gì nó cũng đỡ. Tới giờ kinh kia ta quay thương nguyện nhiều quá. Tao lúc nào cũng quay nguyện, bây giờ tao quay thương nguyện, có ngày nào tao thương đâu. Có một gia đình mà bốn người bị khờ, bị khùng không nè. Tội lắm luôn. Bây giờ tao mới kêu mình gần đâu đây nè. Thiện nguyện biết ngày nào không có đăng thiện nguyện. Nghe cầu gần cầu Dòng Cống có của nhà đâu đẻ đâu 5-6 đứa con nhúc không kìa. Nó nhờ quay giúp đỡ kìa. Cống bên đây nữa. Quốc luôn. Nè. Nè, nó ở chuồng một đống nhóc kìa nè, đó, leo vô lên nhóc nè. Đó, thấy không? Ninh Thuận ghê nhỉ, cái ông nó lên cơn mà ông viết lúc 3 người thôi. Không có một cái YouTube của anh. Không có YouTube quay. Mới lại hôm qua cơ đất không giếng ở chỗ trên thì ba cha con chết dưới giếng á. 28, 26 mấy người cha. Nè. Sao ông Hùng không viết hả? Thấy không? Bị điện giật tén tiếng rồi hai người nhảy xuống cứu chết. Trời ơi. Chụp mình đi. Giật điện. Bấm ngoài điện luôn. Vô như mới giật hết vậy. Ừ. Còn đó. Cứu là người ta phải biết cách cứu mới được chứ đâu phải là... Gần ông mua gần đây không? Mua tủ giường gần đây không? Đây 7 cây số. Ở xa kéo ra xa chút nữa. Nó... Đông Xuyên là 7 cây. Nếu mà còn quay về đây thì chạy xe máy đi với anh Quang đi. Mình đi mua người ta chở gì á. Ừ, giờ kêu ta giao luôn thì quay luôn. Đi mua cái gì vậy? Mua cho cái giường mà phải không Quang? Một cái giường với cái niệm. Giường cái niệm vô bằng thờ. Rồi. Quay xong đám cưới là quay tiếp tục chết luôn. Nè, tiếng là có ghệ này nè, mình ghệ nghe lên lúc nào cũng vô ủng hộ hết mình chứ. Nó là cùng muốn chết. Con cái con nó biến thái đó. Ông Tiến khỏi nói. Cái đó là nó tụt quần áo qua bên ông Tâm nè. Cái đó là sư phụ của ta. Vậy ông Tiến cũng chấp nhận vô luôn hả? Đâu có. Mới nào không biết, mới nào nó cách bạn. Rồi cái nó nói rồi của người nghiệp nó cắn rồi sao nó nói là gì nè mấy chục ca đó lần đầu tiên nói vậy nè thôi cấp clip người ta đăng nó thấy không cái này là đang mộ thôi chứ không có mấy clip này là clip trực tiếp làm gì nó có trả lời đó mình nhắn tin cho nó đó nó kết bạn rồi đặng nói gì đó trực tiếp lấy nó bị gì tại đâu có đăng lên kia đâu nó cởi quần áo hết trơn ra luôn mặt nhỏ nó không dầm mới đăng 38 phút mà 14.000 nè 600 người coi nè có bà cháu rồi chú nó lấy nghiệp quan lấy đủ thứ hết mới đỡ lên ông nó lấy hàng tâm hàng tâm tới hàng tâm nó cũng đăng lên chặn ra lô nó rồi đó chú này còn bà cháu mua gì nữa dạ không thấy ghê lắm luôn không trời nó thì thả lấy bé Hiền sao mà cái vụ này mà quay nhiều quá ha là hồi nữa chừng nó quét đó đi bộ hành này nè mua đi ông Hiền quét quá bé Hiền như là người ta không có nhìn ra gương mặt của nó không sao mời vậy sao nên thấy nó như bình thường vậy đó chúng là làm giàu quay YouTube thôi ông nói nghe không chúng là con với ông tưởng đó bị thêm gậy nữa hả bị thêm gậy nữa cô rồi ông có bán rồi đó mà đòi cho hoài vậy trời ông có bán không có tiền rồi đòi hoài vậy trời ông số này chung số chỗ rồi chứ nha số chỗ hà gì con chị đẹp hả hai bà nào chị đẹp mấy không gầy đi nhập viện đó rồi ở nhà không biết sao nữa hồi chưa có thông có chứ lại có số hả chúng cho tôi miếng mới nè không không cho nha sao không cho số người ta cho làm phước không cho gì
Rồi. Ôi dữ. Nãy đi tôi hết à? Ừ, ai cũng là ông Liên đi đó. Đấm đá cho mọi người, thêm miếng đá cho mọi người uống. À. Nãy uống mấy cái bỏ quả. Còn anh em gì không? Hay là có mình à? Không được, cái tài kỳ cục. Nam có nắng cực này đâu hả? Muốn tất cả bây giờ đắt nguồn cái. Đắt nguồn rồi đó. Nạp vô mất tiêu tiền á. Giờ cái gì? Đăng lên. Tu đăng cũng không được luôn rồi nè. Sao không đăng tháng rồi. Nạp đăng ký ngày 5.000 đó. Chị Hà thế nào? Rồi chờ làm này. Hả? Phải không? Phải không? Đúng chưa? Vô hay nè, đúng rồi. 5.000 tính ra thấy nhiều. Chịu 150. À 150 kia người ta có 120 à. Chốn hảo không? Ngon hả? 5 ký. Chốn hảo không? Ờ vâng, là xin được. Chờ không? Dạ, không chờ đi. Mời. Cái này là cái công việc mình hàng ngày. Mình đăng ký cái gì? Đăng ký làm sao? Nói cái gì? Gọi cho tổng đài 9090 đó, số của chị thì nó đăng ký cái cuộc gọi ngày 5 ký đó, 120 ngàn. Ờ. 1.000 phút miễn phí, 50 phút một là bạn là. Không, nhưng mà mẹ nói chuyện ở đâu rõ ràng nha con ơi, mẹ, má. Con trai là người tình của mẹ của đời trước á. Đời này vô đầu thai vô làm con á. Nóng quá trong nhà chị ngồi ra đây ngồi chú. Nghĩ rằng là